Website đào tạo Forex gửi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường nhé. Thì đây trong chuỗi tài khoản tôi đang đánh khoảng 5 năm lot ở trên thị trường cho nhà đầu tư theo dõi. Thì khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thì tất cả mọi giá trị kiến thức và vận dụng trên thị trường thì toàn bộ các bạn phải thấy rõ được cái người thầy người ta phải vận dụng ở trong thực tế. Thì đây là cả quá trình mà bản thân chúng ta phải trải nghiệm, phải nhìn nhận và phải va vấp ở trên thị trường thì dần dần nó mới có thể thì nhà thấy rõ được các cái kiến thức để mà chúng ta áp dụng vào trong thực tế. Kinh nghiệm thì phải trải qua cả một quá trình để chúng ta có thể dần dần chúng ta đưa vào trong thực tế mà áp dụng được vào, chứ không phải nhà cứ thế chúng ta lao vào trong thị trường này và thì nhà cứ thế chúng ta đòi là nhà chúng ta ra ngoài chúng ta có thể giao dịch được, thì đây là điều hết sức nguy hiểm khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Chúng tôi mong muốn rằng khi mà các bạn, ủa hình như chưa bật à? À bật rồi mà. Thì em chia sẻ cho mọi người để mọi người thấy rõ. Thì tôi cũng mong muốn rằng những cái mà tôi đang chia sẻ cho cộng đồng để mọi người thấy rõ được là nhỉ. Để tôi chay được thì phải cả quá trình ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không phải nhà cứ thế chúng tôi tham gia vào trong thị trường này chúng tôi ra chúng tôi có thể đánh được. Đây là cả một cái khoảng thời gian và cả cái gì nhỉ, diễn biến tâm lý trên thị trường mà bản thân chúng tôi phải trải nghiệm trong rất là nhiều năm, và đây không phải là một hai lần tôi đánh ở trên thị trường, là đây trong suốt thời gian hơn 2 năm rưỡi qua trên thị trường tôi đã live stream liên tiếp tất cả các phương pháp, từ đánh swing, đánh hẹp, đánh scalping và đánh cả gì nhỉ, lướt sóng ở trên thị trường. 4 phương pháp tôi phối hợp lại để tôi hướng dẫn chia sẻ và gì nhỉ, giới thiệu cho cộng đồng để cộng đồng nhìn thấy được. Thì các giá trị của kiến thức ở trên thị trường thì bản thân các bạn là những trader, bản thân các bạn là những người tham gia trong thị trường thì các bạn hiểu rõ. Các bạn đi kiếm rất là nhiều các phương pháp trên thị trường, nhưng thật sự ra thì nhà để mà các bạn vận dụng được vào trong thực tế đây là điều hết sức là khó khăn. Bởi tại sao các bạn không vận dụng được? Bởi vì sách vở kiến thức thì rất là nhiều, nhưng để mà nhà chúng ta thấy được những các cái giá trị kiến thức và những cái người người ta có thể giao dịch được ở trên thị trường thì đây là điều hết sức là khó. Thì bất kỳ một ai tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu rõ vấn đề này. Thì tôi chia sẻ, giới thiệu cho cộng đồng để mọi người nhìn thấy và đánh giá được các cái vấn đề này. Và trong thời gian này trở đi hoặc là trong những thời gian qua thì các bạn có thể thấy rõ được rất là nhiều các cái video mà tôi đã chia sẻ với mọi người. Thì các bạn cứ theo dõi nhé. Video này tôi đang quay live trực tiếp để cho mọi người thấy. Và mong muốn rằng qua những cái video này thì sẽ hỗ trợ được cho các bạn nhìn vào đây để các bạn thấy rõ được ở nhà điểm vào lệnh mới là điểm quan trọng, chứ không phải là ăn bao nhiêu bíp trên thị trường, bao nhiêu bíp mà không kiếm được ra tiền thì xin lỗi cả các bạn cũng là vứt đi. Cuối cùng mục tiêu của chúng ta là có thể kiếm được ra tiền hay là không, đó mới là điều mà tôi cần nhất, chứ không phải là nhà bao nhiêu bíp ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một phương pháp thì sẽ có những cái ưu và những cái nhược khác nhau, mỗi một trader sẽ có những cái ưu và những cái nhược điểm khác nhau ở trên thị trường, và mỗi một cái thời gian sẽ có cho chúng ta những cái cảm nhận, và mỗi một người sẽ có những cái va vấp khác nhau, sẽ có những cái nhận định khác nhau trên thị trường. Chính vì thế mà không một ai giống ai. Đấy, đấy là điều mà tôi chia sẻ cho cộng đồng hiểu rõ vấn đề này. Và đừng có nói với tôi là người nhà phương pháp này phải đánh như thế này hay đánh thế kia. Đối với tôi chỉ có một giá trị duy nhất là giá trị thực tiễn. Rất là nhiều người đã nói với tôi rằng là nhà họ đánh được như thế này như thế kia trên thị trường, họ không cần phải chứng minh. Xin lỗi cả các bạn, cái thứ đấy tôi gặp rất là nhiều trên thị trường giao dịch Forex này, và cái thứ đấy tôi cũng không cần quan tâm luôn. Thì đấy, chia sẻ cho các bạn để các bạn nhìn nhận và hiểu rõ được các vấn đề này. Và khi mà đối với cả tôi chỉ đánh giá cả một ai là gì nhỉ, họ nói được về cái điều mà họ làm, họ nói về cái điều mà họ làm, họ chứng minh trực tiếp được luôn, thì đó mới là điều mà nhà tôi cần phải lưu ý, cần phải để tâm đến. Chứ bây giờ nói được mà không thấy chứng minh, không có dẫn chứng cụ thể trên thị trường giao dịch Forex này, đây là điều mà tôi không cần quan tâm. Những chia sẻ cho cộng đồng và mọi người theo dõi. Đó. Thì đây tôi đang đánh đây, thì các bạn cứ theo dõi. Đoạn này quay dài quá. Đó thì anh em mình cứ ngồi anh em theo dõi lên này. Tại vì đánh này chờ đợi nó lâu. Tâm lý nó rất là cái thời gian ấy, nó ra nó diễn biến trên thị trường ấy. Mình đánh lớn thì cái tâm lý nó khác và mình đánh nhỏ tâm lý nó khác, đúng không? Còn lúc mà mình đánh demo thì làm sao mà mình có bị cái tâm lý tác động? Demo
không có tâm lý. Nhưng mà thử mà ném tiền vào trong demo, thi demo đi thì nó khác hẳn không? Cái gì đó nó phải có cái trả giá trong đấy. Nhiều lúc em bảo lệnh em chờ hoài nó không đến, vừa đi toilet phát để đi đánh cái lệnh phát mẹ nó chạy bà nó mất rồi. Thế chờ 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 cả ngày luôn đấy, xong rồi cuối cùng mất cha nó cây cơ hội. Anh lip IC caller đi xuống nhà rồi. Tút phát này này. Theo nó rằng co nhau này đó, nắm nó đó, tài khoản này nên đừng nói gì phương pháp nha. Có thấy không, tài khoản này này nó lên nó dòng đó, thì nó từ từ em đánh tâm lý của em vững lắm, tại vì em trải qua chinh chiến nhiều rồi. Vâng, đang lúc vẫn này lặng lại. Xong rồi đây. Anh Tuấn gọi à? Chắc muốn đi rồi. Nào, em có biết gì đâu. Anh ấy vui tính mà. Cô với lại
lần trước thầy livestream là em ăn rồi. Cái trước này, em ăn rồi. Cái trước đấy không? Dạ. Cái đấy em ăn rồi. Em ăn sáng giờ lệnh ngày lệnh thứ ba này. Em một đài cứng bụng. Lâu phết đấy, có mấy bíp anh thấy không? Khi mà anh em mình đánh lớn ở trên thị trường, anh em tiết kiệm từng bíp một. Còn ngày xưa đánh mà vãi đạn ra là gì nhỉ? Không quan tâm, cứ xuống là bay hoặc là cứ lên là xeo 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 đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà đánh vào rồi, khi anh mới đánh lớn rồi, anh mới thấy là đánh lớn vào rồi tiết kiệm từng bíp một trên thị trường. Thấy không, từng bíp một nó tạo ra giá trị kinh không này đó. Nói em nhìn này, hầu như em ra vào lệnh sau này đánh chuyên nghiệp là đánh bằng iPad ấy, nó cắt cực kỳ nhanh, em bắt cách nhanh hơn đó. Thấy theo đó, ăn mấy trăm đô chưa? Gần trăm đô chưa? iPad nó đánh nhanh hơn đấy. Nhanh hơn và nhiều và điểm nó chọn không tin những lúc mà em ra em đánh trực tiếp trên thị trường toàn đánh bằng iPad hết. 75 đô này thôi, xe này xử lý. À, anh em thấy rõ nhé. Thế khi mà anh em mình đánh ở trên thị trường đấy, sau này mà đánh về nhà tập luyện đi, đánh chuyên nghiệp vào rồi bắt đầu sử dụng bằng iPad hết cho em nhé. Chứ không phải ra đánh bằng điện thoại hoặc cái đâu. Tất cả của em đánh ở trên này em đánh bằng iPad hết đấy. iPad cái điểm nó chuẩn hơn. Không phải nó ra vào lệnh cực kỳ mượt. Lúc mà tin ra vào ở trên thị trường thứ sáu mà đánh tin NF, mọi người sẽ thấy là em đánh cực kỳ nét, một lần em đánh một lần 5-6 tay cái tài khoản luôn đấy. Thầy trăm đô thầy buồn đái quá. Em phải buồn đái mà. Mất quá. Không quá phải cắt lại. Em mất đái. Kêu cái lết rồi. Rồi xong rồi, đấy ra chưa? Mất căng. Đúng điểm thì anh em mình nã vào, anh em mình kiếm tiền, còn không đúng điểm thì thôi. Sáng giờ là đây nha, anh là nhìn xem tài khoản của em bao nhiêu tiền rồi. Tài khoản của em bây giờ bao nhiêu tiền rồi? Thấy chưa?
Có không? Em kiếm hơn hơn chục củ chưa? Tài khoản like hết đấy nha. Ngày hôm nay là mấy trăm, ba bốn trăm, 300. Đến giờ phải để bây giờ là mấy trăm đô rồi? Đến giờ 400 đô rồi, 416 đô. Đó, anh thấy không? Hơn chục củ chưa? Thôi, nghỉ. rồi đi Đi đái đi đi. thôi, cho bác cả bác đi đâu nữa nè. Rồi, em về.